Động cơ nào để dẫn đến sự phá thai nhiều như thế? Tôi đưa ra một vài động cơ căn bản thôi. Thứ nhất, do một lớp người nào đó ăn chơi trác táng quá đáng mà dẫn đến nạo phá thai. Bác sĩ đó nói là một người có thể một năm phá thai 4 lần. Như vậy ở đây phá thai để làm gì? Trong cái độ tuổi mà còn choi như thế thì phần lớn là chỉ vì muốn cảm thấy đừng bị ràng buộc trong những mối liên hệ con cái này kia nọ, để được tự do trong việc chơi bời của họ. Cái đầu tiên mà tôi có thể đánh giá đó là do cái hành động ăn chơi trác táng mà dẫn đến cái số lượng phá thai không nhỏ trong độ tuổi thanh niên cũng như tuổi vị thành niên ha. Cái thứ hai tôi muốn nói là một vài hoàn cảnh vì quá nghèo, cảm thấy rằng mình không thể nuôi được một đứa con tốt ở một ngày mai, cho nên dẫn đến cái hành động phá thai. Hành động này thì về mặt xã hội người ta cũng có thể chấp nhận, nhưng dầu động cơ nào, lý do nào thì hành động này vẫn cảm thấy là không tốt. Có một cái ông đó, ông lớn tuổi, ông có một đứa cháu gái hơi khờ, bị người hàng xóm cưỡng bức như thế nào đó để mang thai gần 6 tháng. Và cuối cùng cái con bé này nó không biết rằng nó bị mang thai. Khi gia đình mà phát hiện được rồi, ông mới dẫn đứa con mà có mang gần 6 tháng ở độ tuổi có 16 như vậy thôi, đem lên bệnh viện Từ Dũ đi phá thai. Thì ông năn nỉ hết nước mắt với những cái người làm cái việc đó là tội cho cháu tôi lắm, nó mới 16 như vậy, nó bị quan như vậy, thế. Nhưng mà con bé thì vô tư. Người ta có nói là con bé còn đòi ông đi mua này ăn chơi đồ giống như nít chứ không biết trời đất hết trơn, trong khi bản thân mang thai 6 tháng mà không biết gì hết. Vô tư. Còn người ông cảm thấy xót xa khi đứa cháu mình là như thế. Và khi nói là tại sao ông không để như thế, thì ông nói là ông cháu tôi cơm cháu qua ngày, nuôi thân còn không đủ, thì bây giờ làm sao có một cái đứa nhỏ ra đời này có thể nuôi được. Như vậy cái động cơ để dẫn đến việc làm này thì nó xuất phát từ gia đình quá nghèo khó, không có cách khác, cho nên buộc lòng phải đi giải quyết hạt giống trong con người cô bé đó. Một cái nữa mà có thể dẫn đến cho cái hành động phá thai là một số người vì họ chọn giới tính, tức là họ sanh trai hoặc sanh gái, cho nên khi họ khám bác sĩ, họ đi siêu âm, họ nhận ra, ví dụ bây giờ họ muốn con trai, nhưng mà bây giờ khi khám bác sĩ cái hạt giống này, một đứa bé mai này ra đời là con gái, thì sao? Họ cứ nuôi ước mơ là vì họ muốn có con trai mà bây giờ có con gái, cho nên họ bỏ cái bào thai này đi. Vì vậy họ phải đi giải quyết để họ mong rằng sau này vợ họ hay là người thân họ có mang sắp tới phải là con trai, thì cũng là những hành động để dẫn đến phá thai nữa. Có những hành động như thế này, cái hành động để dẫn đến phá thai là một số người cảm thấy khi đi xét nghiệm hay là đi kiểm tra hay là siêu âm phát hiện được rằng cái bào thai là những nhân tố sau này ra đời đó là một đứa con bệnh hoạn, tật nguyền hoặc là bị bại liệt não như thế nào đó. Vì ở đây họ cảm thấy rằng nếu sinh ra một đứa con trên cuộc đời mà nó lại là những người tật nguyền, thậm chí bại liệt não như vậy, thì điều đó là một cái nạn tai của gia đình, vừa khổ đau cho bản thân nó mà cũng khổ đau cho cả cha mẹ nó, phải chăm sóc nó suốt đời như thế. Và những cơn bại liệt não hoặc những cái tật nguyền quá đáng, nó sẽ hành hạ, nó sẽ làm cho bản thân của một đứa đó mặc cảm, đau khổ và vất vả khi tồn tại trên cuộc đời. Vì vậy một số người khi phát hiện được cái thai nhi bệnh tật hoặc bại liệt não đồ như thế thì người ta sẽ nghĩ đến cách phá thai. Có một cái cô đó dường như là giám đốc của một cái nơi nuôi dạy những cái trẻ khuyết tật cũng như bại liệt não đó. Cổ 30 năm trong nghề, cổ đã chứng kiến không biết bao nhiêu những đứa bị bại liệt não như thế. Nhưng mà có một điều là cổ có một đứa con gái, khi mà nó có mang và nó đã đi siêu âm thì bác sĩ cho biết rằng cái bào thai này là sẽ bị bại liệt não. Cho nên khi cổ hay thông tin này thì cổ là một người Phật tử mà cổ đã từng chăm sóc những đứa trẻ bị bại liệt não và tàn tật như thế này. Cổ đã 30 năm cổ chứng kiến nhiều chuyện thê thảm của mỗi gia đình. Đồng thời nếu sinh ra một đứa con như thế, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cái hạnh phúc tương lai của mỗi gia đình nữa.
Vì cổ lo cho con cổ, cho nên cổ có ý định là cổ muốn yêu cầu nó đi phá thai. Nhưng mà lương tâm bị trắc ẩn bởi hành động đó, cho nên cổ có đến, cổ gặp thầy Nhật Từ. Cổ có xin với thầy Nhật Từ cho cổ ý kiến về vấn đề này. Tôi nói thật sự, cho ý kiến về những hành động này là vô cùng mạo hiểm. Một tu sĩ mà để gọi là góp ý trong việc này là mạo hiểm vô cùng. Giữa đôi bờ tội phước không có lường nổi những hành động này. Khó lắm các vị. Nếu các vị tự làm thì dễ hơn. Còn các vị đưa một thầy tu cái góp ý việc này là một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Giống như tôi đã kể cho các vị nghe trong cái đĩa tôi giảng đó là Phật ơi con biết khổ rồi. Tôi có nói như vậy. Đôi khi đưa người tu vào trong cái chỗ vô cùng khó xử. Nếu đồng ý thì cùng nghĩa đồng lõa với tội giết người. Mà không đồng ý thì đôi khi đưa người ta đến khổ đau và bất hạnh sau này của cuộc sống thực tế người ta. Cho nên một thầy tu để gọi là góp ý trong việc này là không đơn giản tí nào. Giữa đôi bờ tội phước khó lường, với một tâm phàm phu như thế này, một tu sĩ cũng không dễ gì định lượng hết được cái hậu quả của nó. Cho nên có những việc là của chúng sinh, của thiên hạ, thì cứ để cho chúng sinh, cho thiên hạ tự mà giải quyết lấy. Đừng nên đặt ý kiến gì vào trong này. Tôi thấy rất là mệt mỏi, chứ không phải là chuyện bình thường à. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, khi bà đến tư vấn như vậy thì tôi nghĩ lương tâm bà cũng trắc ẩn giữa cái đạo đức và những cái hạnh phúc sau này cho gia đình của con bà. Đắn đo dữ lắm, cân phân dữ lắm cho mình có việc này. Tôi nhớ tôi có nghe cái đĩa mà tình người của Thượng tọa Viên Trí giảng đó. Thượng tọa có kể về một câu chuyện hai vợ chồng của cái người Úc. Khi họ đã có một cái bào thai bị bại não đó, bác sĩ nói rằng cái bào thai này sau khi sinh sẽ không sống quá 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái người vợ vẫn một mực giữ cái bào thai đó cho đến đúng ngày sinh nở. Và họ nói như thế này, bác sĩ đã yêu cầu rất nhiều lần kêu cổ hãy phá bào thai bỏ đi để bảo vệ sức khỏe và hạn chế vấn đề mất thời gian nuôi bào thai dài hạn như thế. Thì cổ nói không, hai vợ chồng cổ đã thỏa thuận rồi. Mai này nếu sinh con ra, con cổ giàu sống 24 giờ đồng hồ thì hai vợ chồng là cha là mẹ của hài nhi đó sẽ chào con có mặt trên cuộc đời. Và cho dù 24 giờ sau con nằm xuống và chết đi thì hai vợ chồng sẽ tạm biệt con để thấy rằng một ngày con sinh ra trên cuộc đời vẫn có ý nghĩa. Đó là một cái câu chuyện mà làm cho tôi phải rất là xúc động. Thì ở đây tôi muốn nói rằng có những chuyện khó xử vì vấn đề đau khổ liên lụy đến hạnh phúc của mỗi gia đình và liên lụy đến cái nỗi khổ đau của một chúng sinh ra đời sau đó mà buộc lòng người ta phải đi phá thai à. Một cái vấn đề nữa đó là vì danh dự của mỗi con người cho nên buộc lòng phá thai. Tức là có những người phá thai vì bảo vệ cái danh giá của một người con gái, hay là mối liên hệ để ảnh hưởng đến danh phận địa vị của xã hội của một người con trai. Mà cuối cùng đôi khi người con trai buộc người con gái phải phá thai, hoặc là người con gái phải tự động phá thai vì không muốn cho gia đình chỉ trích, không muốn cho cha mẹ phải khổ đau, không muốn bạn bè cười chê mày là đứa tuổi như thế còn ăn còn học như thế mà mày lại chơi bời lêu lỏng có thai quan như thế, vì cái danh dự mà cuối cùng buộc lòng phải phá thai. Và chuyện này xảy ra phần lớn đối với những đứa học trò ở độ tuổi cuối cấp 2 và cấp 3, hoặc là những sinh viên dễ dàng rơi vào tình trạng này nhất. Và số lượng này trong tất cả các bệnh viện của thành phố thống kê là rất nhiều. Ở đây tôi không muốn nói là vấn đề tốt xấu gì ở trong này cả, mà tôi muốn nói đến là những cái hành động để dẫn đến điều đó mà chúng ta suy gẫm về xã hội của chúng ta thôi. Và có một số người là khi thấy cha hay là người cha tương lai của một cái hài nhi này, hoặc là một người đàn ông nào đó quá vô trách nhiệm với chính mình. Mình nghĩ nếu mình sinh ra mà nó bỏ mình, hoặc là nó vô trách nhiệm như vậy, mai mình sinh ra là làm sao mình có thể nuôi nổi. Vì những dạng đàn ông thờ ơ như vậy cho nên người phụ nữ không yên tâm cho một ngày mai của chính mình. Có những người đành lòng cắn răng bấm bụng và phải đi giải quyết vấn đề đó. Ở đây tôi nêu ra một vài vấn đề cơ bản nhất trong xã hội dẫn đến những tệ nạn xảy ra. Các vị cảm thấy là những động cơ này có những cái chúng ta thông cảm được mà có những cái chúng ta không thông cảm được. Và cho thông cảm hay không
điều này vẫn liên lụy đến nhân quả và nghiệp báo của con người là điều không thể tránh. Xin thưa các vị, về mặt giải quyết vấn đề đó, căn bản con người chúng ta có một động cơ chính đáng hay không chính đáng, chúng tôi xem như là một cái tội giết người, cho dù một con người đó là chưa hoàn chỉnh. Cho nên về mặt quả báo, nó cũng phải tương đồng như thế, điều này không thể tránh khỏi ha. Trong kinh Trường Thọ Diệt Tội có đề cập đến vấn đề tội lỗi của việc phá thai vô cùng nặng, và quả báo trong địa ngục, hình phạt những cái người phá thai rất nặng nề. Thì tôi nghĩ cái bản kinh này không phải là bản kinh chính của Phật giáo. Cái bản kinh không phải là chính mà không phải chính thống à. Bản kinh này nó được các tổ hay là những vị thầy thức thời với cái xã hội, cần phải có những cái bản kinh như vậy để cảnh báo xã hội, để cảnh tỉnh nhân tâm, để làm cho con người hạn chế bớt điều này. Cái nguyên tắc để có bản kinh này hoàn toàn được thừa nhận, chấp nhận như một gì đó rất là tốt đẹp và thánh thiện. Nhưng để nói đó bản kinh đó là từ đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra vấn đề đó thì chắc chắn là không. Đức Phật ngày xưa không có đề cập đến vấn đề này, bởi vì xã hội ngày xưa không có cái tệ nạn này để gọi là phải đề cập. Cho nên trong kinh Trường Thọ Diệt Tội, tôi cảm thấy cái này nó xuất phát từ các tổ của Trung Hoa à, để có thể là biên tập thêm những cái bản kinh đó để nhằm giáo dục cảnh tỉnh người đời. Cho dù như thế nào, bản kinh này vẫn là tốt. Cho dù có phải là một bản kinh nguyên thủy từ ban đầu với việc phát sinh của kinh điển Phật giáo, hay là sự chế tác sau này về nội dung kinh đó, vẫn thừa nhận như một cái gì rất là đạo đức, rất là tốt đẹp. Trên vấn đề nhân quả, nó có một điều gì? Khi tôi sang Mỹ, có một cái cô đó là, xin thưa các vị, cổ 28 tuổi, mà trước khi cổ có gia đình, cổ đã 3 lần phá thai, mà cổ nói với tôi là do quá trình cổ bê bối của ăn chơi mà cổ xảy ra chuyện đó. Sau đó cổ có một cái người chồng mà không phải người Việt Nam mà người nước ngoài, rất yêu thương cổ. Nhưng mà có một điều là bây giờ cổ lại muốn có con thì lại không được. Nó trớ trêu là như vậy. Trớ trêu ở chỗ là gia đình người này chỉ cần cô này có một đứa con thì hạnh phúc trọn vẹn vô cùng. Bởi vì gia đình rất khá giả, mà gia đình này là lại người Hoa nữa, họ quan niệm về con cái rất là nặng. Cho nên cô này cảm thấy thổn thức trong lòng, 6 năm lập gia đình mà không có con được. Bao nhiêu lần đi dùng các cái phương tiện y khoa, cấy ghép, thậm chí có nhiều cách để cho có thai đó, thì bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thành công. Cổ rất là đau khổ, và cái đau khổ lớn nhất là nếu cô không có thai được, cổ sẽ không thể hạnh phúc lâu dài trong gia đình danh giá như thế này. Là điều đó cổ đau khổ. Cho nên khi qua bển, tôi công việc rất nhiều, mà cổ nói là con xin muốn gặp thầy 10 phút để thầy cho con một lời khuyên. Và sau đó cổ tâm sự hết sự tình, là ngày xưa cổ như vậy, có phải do cổ làm những điều này mà dẫn đến cái hệ quả ngày hôm nay cổ như vậy hay không. Chia sẻ với cổ, tôi đã có phân tích là nhiều, hình như tôi có giảng trong đâu đó, trong các bài liên hệ vấn đề nghiệp, tôi có nói rồi. Rồi cuối cùng một năm sau đó, cổ hành trì những gì giống như tôi chia sẻ: sám hối, trì chú, phóng sanh và giữ tâm thức trong sạch, bình an. Rồi cuối cùng cổ cũng có một đứa bé trai. Sau đó cổ có email về Việt Nam, cổ cảm ơn tôi. Thì cái việc làm này tôi cảm thấy rằng nó liên hệ ít nhiều gì đến cái hành động đó. Khi cái đó là một cái nhân tố mình gây ra, mà mình đã gieo một tội lỗi như vậy, sau này mình muốn lại là không được à. Có một cái cô này trên 70 tuổi có điện thưa chuyện với tôi trong nước mắt và đau khổ. Cổ nói ngày xưa cổ là làm bác sĩ quân y, và nhiệm vụ của cổ ở trong đó là cổ cũng lãnh cái trách nhiệm phá thai này. Nhưng mà cổ nói rằng gần 10 năm trở lại đây, cổ đau khổ vô cùng, là toàn thân của cổ nhức không thể tả. Cổ đi đứng không được và đau đớn toàn thân, mà cổ nói cổ nhắm mắt lại là cổ thấy xung quanh cổ là những đứa trẻ, nó đau khổ, nó thế này thế kia, nó đòi mạng, nó thế này thế kia, như thế đó, cổ không ăn ngủ được. Cổ nói thưa thầy, đó có phải là quan gia nghiệp báo mà trong đời con đã hành cái nghề mà ta gọi là làm gì á, làm mụ hay gì đó à, có phải không? Cổ hình như là cổ nói tôi là như vậy à. Xin thưa các vị, cổ kể hết sự tình của cổ cho tôi nghe, và cổ nói là con đã nghe nhiều bài giảng của thầy,
Nhưng mà thầy cảm thấy rằng việc làm này có phải là do những hành động quá khứ của con như vậy hay không? Nhưng mà thưa thật với thầy là nếu con không làm vậy thì những người này sẽ rơi vào trong những hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí họ đi giải quyết một cách không chính đáng, rồi đem đến sự bệnh tật và nguy hiểm cho họ còn hơn nữa. Thì ở đây tôi mới nói như thế, những người nào làm việc này họ đều có những cái ân hận về tương lai của cuộc đời. Và dường như những người nào làm liên hệ đến việc làm này thì dường như tương lai không có một cái gì gọi là sáng sủa, cho dù hành động đó xuất phát từ một sự nhân đạo hay là một nghề nghiệp, nhưng mà nó vẫn là như thế. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những tâm tình của những người đã từng đau khổ thê lương về việc làm này. Còn khi tôi sang Úc, có một cái người này rất đặc biệt nữa là họ đó 35 tuổi mà trong đời họ đã giải quyết vấn đề này tới 8 lần như thế. 8 lần như thế. Và khi mà cuộc đời của cổ rơi vào trong một cái bệnh để dẫn đến là cái bệnh vô sinh, và bản thân của cổ phải chịu một cái bệnh này suốt đời như vậy. Và cổ nói rằng khi những hành động này đã xảy ra nhiều lần, cho nên bây giờ sức khỏe cổ rất yếu và rất tồi tệ. Rất tồi tệ như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói là liên hệ đến vấn đề nhân quả và nghiệp báo, nó dính liền với nhau. Trong cuộc đời của mình cái gì cũng có cái câu trả lời cả. Đừng xem thường những hành động đó, vì nhất thời rất có thể chúng ta sẽ đau khổ lâu dài.
một điều gần gũi nhất, cận kề nhất mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái gì? Đó là vấn đề là tình trạng tinh thần và sức khỏe của những người khi làm điều đó. Ở đây tôi không đề cập đến nhân quả theo góc độ của Phật học nữa, mà liên hệ đến sức khỏe thực tế và tinh thần của chúng ta. Xin thưa các vị, dĩ nhiên ai đã từng trải qua trong cuộc đời trước khi kết hôn mà có vấn đề này, chúng ta đều không có tự tin cho hạnh phúc của chúng ta cả. Điều này là điều đương nhiên, cho dù xã hội có làm ngơ thừa nhận hay không về vấn đề đó, thì mặt nào đó của một người làm vợ, một người làm mẹ tương lai đều không tự tin cho hạnh phúc của mình ở một ngày mai khi con người của mình đã trải qua những điều đó một đến nhiều lần như thế. Giờ đây khi các bác sĩ người ta nói là dường như trong xã hội hôm nay, những người phụ nữ khi kết hôn dường như ít nhiều gì cũng trải qua một đến ba lần đã từng phá thai trước hôn nhân. Tất cả những cái này tôi không biết có hay không, nhưng mà thông tin của xã hội đã cho tôi biết như vậy. Nhưng mà bác sĩ khuyên như thế này, cho dù với hình thức nào, việc làm đó đều không tốt về mặt sức khỏe, thể trạng và tâm lý của con người. Người ta nói rằng bản thân của con người mình mà khi gia chạm nhiều đến dao kéo là không có tốt, nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả những đứa con tương lai. Thậm chí có một số người khi trải qua nhiều lần nạo phá thai, nó trở nên vô sinh, thậm chí nó trở nên viêm nhiễm, hoặc nó có thể trở nên ung thư. Hoặc là một số người khi liên hệ điều này, người ta sẽ bị tắc cái gọi là cái tử cung á. Suốt cuộc đời này họ không còn thiên chức để làm mẹ và không có một khả năng tính dục nữa. Đôi khi có những cái rất nhỏ nhưng mà trả giá rất đắt trong cuộc đời. Ở đây là tất cả các bác sĩ đã khuyên can chúng ta làm như thế vì những cái hậu quả này, cho nên trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị rất là thẳng thắn về cái việc này. Mình là người học Phật không nói quanh co như thế. Dĩ nhiên trên nguyên tắc không phải là khuyên mọi người hạn chế đời sống tình dục của họ. Điều này là điều trăm nan vạn nan, nếu làm được Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Điều này không thể nào có thể thực hiện được trong cuộc đời. Cấm là hoặc ngăn, đó là hoặc giới hạn về chuyện này. Tôi xin thưa với các vị có thể cấm nó không làm trước mặt các vị, nhưng mà nó sẽ làm lén. Đây là chuyện đương nhiên. Cái việc này là như vậy. Hoặc là chúng ta trong vấn đề giáo dục chúng ta ngại, chúng ta làm cha làm mẹ chúng ta ngại nói vấn đề này, sợ mắc cỡ. Hoặc đôi khi cái kiến thức y khoa của chúng ta chưa đủ để hướng dẫn và giáo dục các con, cho nên chúng ta cứ im lìm để khi hậu quả xảy ra, chúng ta đánh nó, chúng ta chửi nó, chúng ta lên lớp, chúng ta nói này nói kia, được cái gì? Không nên làm những việc vuốt đuôi lương như vậy. Không nên làm những việc đã xảy ra rồi, bây giờ nói chuyện lên lớp để chứng tỏ dạy đời nó như vậy. Chúng ta dạy được không? Chúng ta dạy nó nói rằng chúng ta là cha là mẹ đã từng trải qua những đời sống hôn nhân như thế, cho nên chúng ta có cái cảm giác giống như bình thường. Còn những tuổi dĩ thành niên của nó là những độ tuổi tò mò, những độ tuổi mới lớn, làm sao nó hiểu được những cái cách mà lên lớp dạy của mình? Vì vậy phải dạy trước khi một vấn đề xảy ra, chứ không để chấn nạn xảy ra rồi chúng ta mới lên lớp dạy đời, chẳng nói cái này chẳng nói cái kia. Chúng ta nói như vậy cũng chẳng hay ho gì đâu, và không bao giờ có một đứa nào phục tùng chúng ta cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị một điều cần thiết chia sẻ về vấn đề giáo dục ở chỗ nào. Phải làm ngay những cái hành động này để mong hạn chế được một góc độ nào đó thì hay bấy nhiêu. Đừng để xảy ra điều đau thương cho mỗi gia đình, danh phận của mỗi đứa con trai con gái gì đó, rồi chúng ta mới đem ra bầm dần nó, chửi bới chỉ trích nó như thế, thì hậu quả tội lỗi vi phạm đạo đức cũng đã rồi. Đây là ý kiến riêng của chúng tôi về cái việc này. Xin thưa các vị một điều này nữa là cái cách giáo dục của Việt Nam chúng ta nó còn thiếu ở chỗ này. Đạo đức của chúng ta cấm đi những cái lời nói liên hệ đến tình dục hay là thai nhi này kia. Cái đạo đức Việt Nam nó bị cái vướng nạn này, và đôi khi chúng ta rất hạn chế nói, và cũng chính vì cái ngại nói và hạn chế nói mà cái này nó đã trở nên lan tràn như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta để ý nè, phương Tây là nơi sống về tình dục bừa bãi nhất, có phải không? Họ quan hệ tình dục sớm và họ quan hệ tình dục một cách rộng rãi. Ở đây là cái văn hóa của họ. Nhưng tại sao cái việc mà gọi là phá thai họ lại không cao? Chúng ta phải để ý ngay chỗ này. Trong khi Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước để gọi là có đời sống đạo đức và luân thường đạo lý, cái sự chính bạch luôn luôn lúc nào để đứng đầu, cái tiết hạnh của người con trai hay người con gái luôn được đề cao. Nhưng trái lại là một trong những đất nước cái việc mà phá thai lại đứng đầu trên thế giới. Cái này các vị có thấy rằng nó nghịch lý trong vấn đề hướng dẫn giáo dục của tất cả chúng ta không? Cái này là chúng ta nên nhớ như vậy. Tôi nghĩ chúng ta làm sao phải tạo cái cách là tìm hiểu bản thân chúng ta cũng như các học đường, người làm cha làm mẹ phải biết cách giáo dục cho độ tuổi dậy thành niên ý thức về mặt giới tính. Giới tính nó có những cái đó, nó sẽ diễn biến như vậy khi tuổi dậy thành niên nó như vậy, bắt đầu đến tuổi trưởng thành nó như vậy. Con cần phải hiểu đó là những tâm trạng vào đời nó vậy từ con trai cho đến con gái. Các vị là cha mẹ, thậm chí trong học đường phải hướng dẫn các con hay là các học trò đó là phải cho nó ý thức được rằng đến thôi là nó có sự phát triển như thế nó hiểu, cho nên nó cứ tò mò theo sự phát triển tự nhiên của nó theo một bản năng rất là trẻ con như vậy. Các vị biết rằng có một cô giáo có phụ trách cái phòng thuốc ở trong cái trường đó, cô có nói với tôi một điều gì? Cô nói một hôm có một đứa học trò nó điện đến hỏi cô là cô ơi, cô làm sao cô chỉ em cái cách uống thuốc như thế nào để ngăn ngừa thai cho đứa. Cô nói thật sự cô nghe câu này cô choáng váng. Tôi nói cái đó không có gì là choáng váng cả, cái đó là chuyện thường của xã hội. Nếu không được giáo dục tốt, tất cả những cái đứa này nó nuôi trong đầu nó suy nghĩ gì người lớn không có bao giờ biết được đâu. Một cái thực tế của xã hội, nếu chúng ta không khéo, chúng ta ngăn cấm nó, hoặc chúng ta quá ư là hạn chế hoặc ngại ngùng trong vấn đề giáo dục này, nó không hỏi chúng ta nhưng mà nó sẽ tò mò qua phim ảnh nè, nó tò mò qua net nè, tức là internet nè, qua sách báo nè, qua tất cả những thông tin khác về việc này. Đôi khi những thông tin trái chiều, những thông tin thuận và nghịch làm cho nó chao đảo mất phương hướng trong nhận thức của nó. Bây giờ cái việc này đâu còn lạ nữa đâu mà các vị giấu, các vị giấu, các vị hạn chế nói thì nó không dám hỏi, nó không dám nói, nhưng mà lòng của nó vẫn thôi thúc về những ý niệm này. Nó sẽ đi tìm ở trong các đứa bạn bệnh hoạn của nó sẽ đi tìm trên tất cả các cái link, những cái link không lành mạnh trên các trang internet cũng như Google hay là các thông tin khác. Nó sẽ đi tìm ở những hình ảnh của phim ảnh, mặc dù có những phim ảnh được thừa nhận như một bộ phim tình cảm đi, vẫn thừa nhận để phổ biến trong xã hội. Cái cảnh sát nó sẽ không có xảy ra trong cái đó, nhưng mà cái biểu hiện của những cái vấn đề tình cảm ái ân trong tất cả các phim đó, nó sẽ làm cho giới trẻ tưởng tượng rất nhiều về việc này. Cho nên thực tế này các vị không thể bưng bít được trong cái thông tin muôn chiều như vậy. Cho nên người làm cha làm mẹ phải phân tích rất kỹ cho các con về điều này. Con là độ tuổi 12, 13, 14 gì đó thì độ tuổi này nó như sao làm sao. Thậm chí điều này trong học đường cũng phải được thầy cô giáo dục trở thành một môn học trong các trường ở độ tuổi dị thành niên, những độ tuổi trẻ thơ thì không cần. Tức là cỡ 12, 13, 14 tuổi trở lên. Một điều nữa là cái việc giáo dục là cần phải giúp cho giới trẻ tuổi dị thành niên cũng như thanh niên ý thức về trách nhiệm về hành vi của chính mình.
À, cái này quan trọng lắm ạ. Cái trách nhiệm về hành vi có nghĩa là phân tích rằng đó là nếu sau này một người khi lớn lên, người làm cha làm mẹ khi có con, cái trách nhiệm nó phải như thế nào. Con hãy dùng các loài động vật, một cái con vật, nó một con gà nó sinh ra một cái trứng rồi nó ấp thành con, hay là một con bò, con heo, con dê gì đó nó sinh ra một đứa con thấy nó có trách nhiệm như thế nào về đứa con của nó. Cho dù con nó như thế nào, nó vẫn nuôi, nó vẫn bảo vệ. Cho dù sự tấn công của một cái loài thú khác, nó là mẹ nó phải bảo vệ như thế nào để sự sinh tồn, thậm chí nó có thể hy sinh tính mạng vì sự an toàn của các con. Phải cho thấy trách nhiệm về hành vi. Con ở đây cũng như vậy, nếu con chưa thấy đủ độ tuổi để con chịu trách nhiệm về hành vi này thì con phải cần phải biết kiềm chế và hạn chế như thế nào trong vấn đề đến và tìm hiểu hay là thậm chí yêu đương với những người khác phái. Con cần phải như vậy. Thậm chí con cảm thấy rằng nếu việc này xảy ra, con có đủ tiền, đủ khả năng về mặt dư luận, về mặt này kia để con bảo vệ được những cái hành động này cho con hay không. Tức là phải giáo dục và chịu trách nhiệm hành vi của những đứa vị thành niên cũng như thanh niên trong cái nhà trường cũng như là trong mỗi gia đình chúng ta. Thứ ba mà cái điều này tôi muốn chia sẻ các vị đó là vấn đề gì? Các vị cũng cần phải vấn đề là cho những người thanh niên hay là vị thành niên hay là những đôi vợ chồng chưa hiểu biết nhiều về vấn đề là ngăn ngừa hay là phòng chống thai, mà trong khi xã hội, trong khi y khoa, trong khi nhiều cái phương tiện khác nó đã giúp cho chúng ta hạn chế tối đa về việc này. Các vị nhớ kỹ, hành động này người ta vẫn thấy tội lỗi, hành động này người ta vẫn thấy là nó vi phạm đạo đức. Cho nên những nhà y học, những nhà bác sĩ, những nhà khoa học đã tìm ra những cách để giúp chúng ta phòng và tránh những cái này. Tại sao chúng ta không ý thức để dùng? Thậm chí người ta còn khuyên chúng ta những cái tư liệu về vấn đề chu kỳ sinh học của mỗi con người, và người ta sẽ giúp cho chúng ta cái cách để nhận ra được chu kỳ sinh học đó, để chúng ta có thể tự hạn chế tối đa về những việc mà có thai bất đắc dĩ trong dòng đời của chúng ta. Là tuổi nào, tức là độ tuổi được chấp nhận về xã hội, chấp nhận đã trưởng thành, hay là độ tuổi chưa được chấp nhận, chúng ta phải điều giáo dục như vậy. Ở đây chúng ta không nên làm một cái việc ngộ, mà chúng ta cần phải giải quyết ở cái mặt gốc như thế. Nhờ giải quyết những mặt gốc cho nên cái việc này không thể xảy ra, hoặc là xảy ra ít thôi. Còn cái việc để mà giáo điều, để mà ngăn cấm, để mà lên án tất cả những cái này không phải là một giải pháp tốt cho chúng ta. Nó không thể thực hiện lộ liễu ở xã hội hay là bên ngoài, thì nó sẽ thực hiện một cách lén lút và thầm lặng ở đâu đó về hành vi này. Còn nếu một con người đã được giáo dục, ý thức về cái trách nhiệm về hành vi cũng như hiểu biết về cái cách ngăn ngừa để phòng chống, thì việc này nó sẽ hạn chế tối đa. Bị bệnh rất là nhiều thì bệnh viện người ta vẫn cho chúng ta những thông tin như thế. Những thông tin mà độ tuổi vị thành niên 60% hàng năm như thế thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bệnh nó giỏi chưa? Hay là chúng ta tế nhị chúng ta hạn chế nói có được điều gì hay không? Trong khi tất cả những cái này ở phương Tây nó đã cho những tuổi trẻ, vị thành niên cũng như độ tuổi thanh niên ý thức hết về tất cả những chuyện này, phân tích rập rồi, giải thích rõ ràng, không có vấn đề bế tắc, thì cái này nó sẽ làm cho một số người trách nhiệm hành vi, trách nhiệm đạo đức và ý niệm ngăn ngừa phòng chống nó sẽ có sẵn trong lòng của mỗi đứa. Thậm chí gia đình chưa dạy thì nhà trường đã cung cấp cho nó đủ rồi, cho nên nó có cái cách để bảo vệ mình. Thậm chí bất đắc dĩ xảy ra nó cũng hạn chế tối đa về việc giải quyết hậu quả những vấn đề này cho mỗi cái thế hệ của chúng ta. Như vậy chúng ta không làm được một cái việc mà đã trở thành cái quả. Chúng ta không thể ngăn ngừa tất cả những cái việc nó đã rồi, mà chúng ta phải giải quyết vấn nạn từ cái gốc ban đầu của nó để đem đến sự bình an hơn cho xã hội, cho bớt mặc cảm tội lỗi, cho bớt đau thương những người mà mẹ trẻ hay là những người có trách nhiệm trong các bệnh viện, trong các phòng kế hoạch. Làm sao việc này hạn chế tối đa? Người ta có đủ phương tiện để giúp chúng ta, mà do chúng ta không ý thức được, chúng ta xem thường để khi vấn đề đến chúng ta không biết đường giải quyết, đôi khi chúng ta giải quyết rất là vụng về. Có những người sợ danh dự không dám đi vô trong các bệnh viện, đi những nơi tư mà làm không hợp pháp, nó giải quyết một vấn đề các vị thấy thê thảm luôn. Nó làm những dụng cụ mà thuộc về dạng mà dụng cụ của gì đó thủ công á, rồi nó đem đến bệnh tật hoặc chết chóc cho những người mẹ trẻ như thế. Những cái bào thai thậm chí không có khả năng lấy được, nhưng mà vì tiền nó quyết làm lấy một cách rất là tàn nhẫn. Ở đây là tôi muốn nói với các vị, thực tế này phải giải quyết bằng cách là không thể ngăn ngừa được cái chuyện đó, tức là không thể dập hay là không thể giáo điều được, mà phải ngăn ngừa giải quyết từ ban đầu để nuôi dưỡng được lòng từ bi. Cho dù nó có quan hệ tình dục trước hôn nhân, nó cũng chưa một vấn đề gì khủng khiếp lắm, nhưng mà các vị để cho nó phá thai trước hôn nhân thì một cái điều này nó khủng khiếp hơn. Tức là một tội các vị không chịu, các vị trở thành hai ba tội cùng một lúc như thế thì nó nguy hiểm bao nhiêu. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều này trên thực tế xã hội chúng ta đừng ngần ngại nữa. Khi văn hóa đa chiều nó đã thâm nhập vào xã hội Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cần phải nói lên sự thật để cho giới trẻ hiểu được ý thức về mặt đạo đức, sức khỏe và cái cách nào đó để bảo vệ cho nó tốt đẹp. Nếu một con người giữ mình được tốt thì tương lai về việc hạnh phúc, danh dự và mọi thứ khác nó như thế nào, ở đây nó tự cân phân và cân nhắc được cái điều đó. Ta là làm mẹ, là cha, là ông, là bà, là những người đi trước, chúng ta phải có hiểu biết để mà đóng góp tốt hơn cho vấn đề này. Đừng ngại ngùng để mất đứa con hoặc đứa con vi phạm đạo đức và chúng ta đánh nó, chúng ta chửi nó, chúng ta đuổi đi khỏi nhà. Chúng ta làm như vậy không đem đến kết quả gì cho chúng ta cả, càng bi đát hơn mà thôi, thậm chí tạo nên sự ác cảm giữa tất cả các thế hệ. Và ở đây nếu ngăn ngừa được bao nhiêu là tốt bao nhiêu, ngăn ngừa được bao nhiêu thì đạo đức Việt Nam sẽ phát triển lên bấy nhiêu, nhân tâm và lương tâm của con người sẽ cảm thấy được bảo tồn hơn và xã hội chúng ta cảm thấy bình an hơn. Tôi có ít lời chia sẻ với các vị qua bài giảng phá thai và nghiệp lực để nhằm giúp cho chúng ta hiểu thêm giữa quan niệm của Phật giáo về vấn đề này, về vấn đề nghiệp lực, tội phước cũng như vấn đề của xã hội mà đáng báo động. Một vài ý kiến này mong rằng chúng ta có một chút tư lương trong vấn đề hướng dẫn cho con em chúng ta ở tương lai ngày mai được thành đạt tốt đẹp. Và trong đạo Phật mà nói, cái lòng từ bi vô cùng quan trọng và nó trọn vẹn, nhưng ở chỗ là chưa ứng dụng được, cho nên chúng ta cảm thấy cần phải nhân rộng cái đức tính từ bi này. Và những buổi lễ như thế này tôi tin tưởng rằng nó có sự ảnh hưởng rất lớn trong cái cộng đồng, nhất là Phật tử của chúng ta, và sau đó ảnh hưởng đến môi trường đạo đức của xã hội bên ngoài, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng an ổn, hạnh phúc, tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Oh,
Cho con lời.